Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 3 ngày 4 tháng 10 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ủy ban nhân dân tỉnh họp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri tại huyện Văn Giang và thị xã Mỹ Hào, cảnh báo nguy cơ cháy nổ tại các chợ, trung tâm thương mại. Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phát huy vốn tín dụng chính sách. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Cùng tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Hồng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành địa phương trong tỉnh. Tại cuộc họp, ý kiến doanh nghiệp tập trung vào hai vấn đề chính: một là doanh nghiệp chậm được giao đất khi đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; hai là doanh nghiệp mong muốn mở rộng diện tích dự án đầu tư và đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cảm ơn đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh Hưng Yên nỗ lực vượt khó trong đại dịch Covid-19 để phát triển. Tỉnh Hưng Yên hiện có trên 16.000 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có hơn 2.000 doanh nghiệp có dự án vào đầu tư. Quan điểm nhất quán xuyên suốt của tỉnh là luôn lắng nghe, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp về các nhóm chủ đề khác nhau như xuất nhập khẩu, đầu tư, hải quan, thuế. Đối với những kiến nghị của doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trả lời cụ thể từng nội dung. Do thay đổi về quy định của pháp luật nên có một số doanh nghiệp chậm được giao đất phải chuyển sang đấu thầu theo quy định và mong sự chia sẻ, đồng hành của doanh nghiệp. Chính quyền các cấp trong tỉnh không thể giải quyết vượt ngoài quy định của luật. Về ý kiến doanh nghiệp muốn mở rộng diện tích dự án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nêu rõ, tỉnh phải căn cứ vào quy hoạch, có khu vực được quy hoạch phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, không mở rộng phát triển công nghiệp. Doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng, hiện quỹ đất ở các khu công nghiệp trong tỉnh vẫn còn rất lớn, có mặt bằng sạch, đáp ứng ngay cho nhà đầu tư. Với một số kiến nghị khác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở phối hợp kiểm tra thực tế, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh, tỉnh Hưng Yên khuyến khích doanh nghiệp vào đầu tư và cấp đất cho doanh nghiệp hoạt động. Vì vậy, doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm nộp thuế nhà nước trên địa bàn tỉnh để tỉnh có nguồn lực tái đầu tư cho cơ sở hạ tầng, tạo không gian phát triển mới. Vì thực tế, hiện có không ít doanh nghiệp có nhà máy tại Hưng Yên sản xuất kinh doanh hiệu quả nhưng lại nộp thuế cho các địa phương khác. Hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên gồm các đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Vũ Hồng Luyến, Bí thư tỉnh đoàn, đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Văn Giang và thị xã Mỹ Hào trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Cùng dự có đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Vũ Hồng Luyến đã trình bày báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, báo cáo trả lời các nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước. Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 10 và bế mạc vào ngày 18 tháng 11. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 3 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 7 dự án luật, đồng thời xem xét quyết định các vấn đề kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Văn Giang và thị xã Mỹ Hào bày tỏ nhất trí cao với dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Cử tri huyện Văn Giang kiến nghị một số nội dung về việc xem xét giải quyết khó khăn về thủ tục hành chính để triển khai thực hiện dự án đất dịch vụ thương mại, sớm xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm nguồn nước trên hệ thống sông Bắc Hương Hải, xem xét sửa đổi một số vấn đề của luật đất đai, quan tâm đầu tư phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thi công đường vành đai 4, xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường đê tả sông Hồng, tiếp tục quan tâm tới các chính sách xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân. Ngoài những kiến nghị với chính phủ và các bộ ngành trung ương, cử tri xã Vĩnh Cúc, xã Xuân Quan đã phản ánh và đề nghị tỉnh một số kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống tinh thần của nhân dân. Các bác sĩ kê đơn từ những năm 1990 đến năm 95, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Cúc và các thôn bán đất, giao đất trái thẩm quyền tại các khu vực hành lang sông Bắc Hưng Hải để lấy kinh phí xây dựng trường học và đường dân sinh. Trước đây, các hộ mua xong xây dựng được nhà, nay nhà xuống cấp, đề nghị được cải tạo nâng cấp, nhà ở thì không được mà yêu cầu giữ nguyên hiện trạng. Vậy, nhà sập gây tử vong chết người, ai là người chịu trách nhiệm? Theo tôi được biết thì xã Xuân Quan là xã duy nhất chưa được sử dụng nước sạch.
Và theo công văn của Ủy ban dân tỉnh thì xã Xuân Quan sẽ phải đợi công ty nước sạch Ngọc Tuấn để xin được cấp phép của Bộ Nông nghiệp để triển khai dự án. Như vậy thì sẽ rất là lâu và không biết đến bao giờ người dân Xuân Quan mới được sử dụng nước sạch. Cử tri xã Xuân Quan đề nghị và mong muốn được đấu nối sử dụng với công ty nhà máy nước sạch sông Đuống. Tại thị xã Mỹ Hào, cử tri đề nghị Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng và công tác dân số, ban hành cơ chế chính sách thu hút nhân tài, điều chỉnh chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ công chức phù hợp với tình hình thực tế, nhất là ngành y tế và cấp cơ sở để đảm bảo đồng bộ với các quy định của pháp luật hiện hành, tiếp tục triển khai các chương trình, đề án hỗ trợ nhà ở đối với người có công, ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù đối với các đối tượng trợ cấp xã hội là người nghèo, không có khả năng lao động để giúp họ thoát nghèo. Tại các buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời trả lời làm rõ một số vấn đề cử tri huyện Văn Giang và thị xã Mỹ Hào phản ánh. Đối với một số ý kiến thuộc thẩm quyền của Trung ương sẽ được đoàn tổng hợp gửi tới các cơ quan của Quốc hội và các bộ ngành Trung ương xem xét, giải quyết và trả lời. Đặc biệt là Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 2261 ngày 28 tháng 9 năm 2022 về xác định chỉ số cải cách hành chính và bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nội dung bộ chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan đơn vị gồm 3 phần chính: đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, đánh giá chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, điểm thưởng, điểm trừ. Kết quả thực hiện cải cách hành chính được đánh giá trên 7 nội dung, gồm công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính, xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng thực hiện chính quyền điện tử, chính quyền số và quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ. Thang điểm đánh giá tối đa là 100 điểm. Thẩm quyền công bố kết quả xếp hạng các chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hàng năm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã do Giám đốc Sở Nội vụ công bố. Quyết định này thay thế quyết định số 1708 ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về xác định chỉ số cải cách hành chính và bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đến nay, tỉnh Hưng Yên có 17 khu công nghiệp được chính phủ đồng ý đưa vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên cả nước. 17 khu công nghiệp này có diện tích gần 4.100 ha. Các khu công nghiệp ở Hưng Yên có nhiều lợi thế như nằm tiếp giáp với các trục đường giao thông lớn, thuận tiện cho doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa. Mặt khác, do được quy hoạch phát triển sau nên các khu công nghiệp ở Hưng Yên còn rất nhiều quỹ đất sạch đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để tiếp nhận ngay dự án và đầu tư. Trong 17 khu, đến nay đã có 8 khu đi vào hoạt động, tiếp nhận dự án đầu tư gồm phố nối A, dệt may phố nối Thăng Long 2, Minh Đức, Minh Quang, Yên Mỹ 2 và khu công nghiệp sạch. Tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu công nghiệp là 505 dự án trong nước và nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 32.000 tỷ đồng và hơn 5,1 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhờ chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất và đi tắt đón đầu, trong việc đầu tư công nghệ mới đã giúp cho nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặt hái được thành công. Nhà máy sản xuất tôn mạ màu của tập đoàn Hòa Phát nằm trong khu công nghiệp phố nối A là một ví dụ. Ngay sau khi khu liên hiệp sản xuất gang thép Dung Quất tại tỉnh Quảng Ngãi đi vào hoạt động năm 2016, tập đoàn Hòa Phát đã ký kết với tập đoàn Dadian của Italy để xây dựng nhà máy sản xuất tôn mạ màu tại tỉnh Hưng Yên. Doanh nghiệp đón đầu thị trường vì đây là lĩnh vực sản xuất mới tại miền Bắc chưa có nhiều nhà máy và Hòa Phát đã chủ động được nguồn nguyên liệu trong nước thay vì nhập khẩu. Nhà máy có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, công suất 400.000 tấn trên năm. Sau 3 năm xây dựng, nhà máy chính thức đi vào hoạt động từ năm 2019 và trở thành nhà máy hiện đại nhất miền Bắc về sản xuất tôn các loại. Áp dụng cái công nghệ là 4.0, đấy là phần mềm quản lý mã vạch áp dụng vào trong sản xuất bán hàng. Trong quá trình nhập hàng, lưu kho và xuất bán hàng nhằm tạo được cái thời gian là rút ngắn tối đa về cái thời gian xuất hàng và mang tới cái sự hài lòng cho khách. Chính nhờ chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất nên trong giai đoạn
nhiều doanh nghiệp khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, thì sản xuất tại nhà máy vẫn duy trì ổn định, chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào nên doanh nghiệp có thể sản xuất đa dạng các loại sản phẩm với độ dày và độ dài bất kỳ tùy theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi định hướng lâu dài khi mà có cái dịch hoặc là có cái vướng mắc thì ví dụ như là thị trường ở đây thu hẹp, thị trường nước thu hẹp thì chúng tôi cũng có cái giải pháp ngay, tập đoàn công ty cũng có cái giải pháp ngay là chuyển hướng xuất khẩu, và đó là một cái lợi thế rất là lớn của chúng tôi để mở rộng cái thị trường. Nhờ có công nghệ hiện đại nên sản phẩm của nhà máy đáp ứng tiêu chuẩn GAS của Nhật Bản, BSEN của châu Âu, AS của Úc, ASTM của Mỹ. Đây là chìa khóa để sản phẩm xuất khẩu sang các thị trường này. 9 tháng đầu năm 2022, nhà máy sản xuất đạt 260.000 tấn sản phẩm. Từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 18 vụ cháy trong các doanh nghiệp, trong đó có 16 trên 18 vụ cháy tại doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, chiếm 89%. Việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở này đang đặt ra nhiều yêu cầu thách thức. Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh đã tiến hành 17 lượt kiểm tra đối với các cơ sở, cũng như để tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy. Qua đó đã phát hiện 309 cơ sở vi phạm, chủ yếu là các vi phạm như thi công lắp đặt phòng cháy chữa cháy không đúng quy định, không tổ chức nghiệm thu, thực hiện yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, không tổ chức huấn luyện phòng cháy chữa cháy, đã xử phạt gần 2 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là các cơ sở công nghiệp ngoài khu công nghiệp. Việc đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy theo quy định của luật phòng cháy chữa cháy với những cơ sở này đang đòi hỏi sự nỗ lực từ nhiều phía. Có một số cơ sở thì nếu như thực tế bây giờ để mà họ có thể khắc phục được thì họ không thể khắc phục được cái đấy. Mà để đảm bảo theo đúng cái quy định của pháp luật thì họ phải dỡ bỏ nhà xưởng hoặc là xây lại mới từ đầu, chỉnh lại cái hồ sơ thẩm duyệt thiết kế ban đầu thì họ mới có thể khắc phục và đảm bảo về cái hồ sơ công tác phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi đi kiểm tra thì họ cũng đều trình bày ra là những cái năm vừa rồi là ảnh hưởng của dịch Covid-19, họ không có kinh phí để họ làm cái thẩm duyệt nghiệm thu theo quy định. Hiệu quả cao nhất trong công tác phòng ngừa cháy nổ chính là hạn chế tối đa các nguyên nhân gây ra nguồn cháy nổ. Thế nhưng tại một số chợ, trung tâm thương mại dường như vẫn rất thờ ơ với vấn đề này, kể cả là những địa điểm đã từng xảy ra cháy cách đây vài tháng. Đây là hình ảnh tự án chợ Vã Đồng Than, huyện Yên Mỹ. Toàn bộ 28 ký ốt vốn được thiết kế là nơi kinh doanh buôn bán cho các tiểu thương. Thế nhưng nay đó đã trở thành khu nhà ở của các hộ dân với hình thức góp vốn với đơn vị chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Phát Lộc. Khi các hộ ăn ở sinh hoạt tại đây luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ dẫn đến cháy nổ từ hệ thống dây điện, các thiết bị điện, bếp nấu ăn và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cũng do các hộ tự xây dựng sau khi được giao đất, vì thế không có hệ thống chữa cháy chung cho cả dãy ký ốt này. Đây là dân sinh thì chúng ta mua thì chúng ta tự xây và hệ thống phòng cháy không có ai hướng dẫn chúng tôi cả. Chúng tôi rất lo, chúng tôi muốn là kiến nghị làm sao mà là phải có hệ thống phòng cháy để chúng tôi có thể tự chữa được. Nhà cửa là tất cả là tự mình xây, không có liên quan gì đến trong chợ. Cả gia đình là lên ở đất, mở cửa bán hàng thôi. Còn đây là khu kinh doanh mới dành cho 24 gian hàng từng bị cháy hồi tháng 6 chuyển vào. Không hệ thống chữa cháy tự động, các tiểu thương vẫn rất thờ ơ với việc phòng ngừa. Tu đã được thông báo nguyên nhân vụ cháy trước đó là do chập điện. Trong ký ốt này bọn em thì về bọn em được tắt điện cả, nhưng mà cũng không thể tắt hoàn toàn được, bởi vì như bên em nó còn có cái tủ lạnh vẫn để nguyên như thế. Còn đây là trung tâm thương mại chợ gạo phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Đây cũng là điểm đã từng xảy ra cháy nổ gây thiệt hại lớn về tài sản. Hiện có gần 400 tiểu thương kinh doanh, trong đó có 6 hộ vừa kinh doanh các mặt hàng dễ cháy như vải, quần áo, vừa ở sinh hoạt ngay tại chợ. Hiện trạng là có tầm độ khoảng 4 hộ thì là người ta ở xa, khi thoảng nhớ thì người ta ngủ lại đây. Ở trong chợ cũng là ảnh hưởng đến cái công tác phòng cháy chữa cháy là cũng rất là nguy hiểm. Nhắc nhở bà con là tới đây cũng không chờ đấy. Chưa cần biết dự án xây chợ, khu thương mại có được phép cho các hộ sinh sống tại khu kinh doanh hay không. Song việc các tiểu thương ở sinh hoạt ngay trong khu kinh doanh, nguy cơ cháy là rất cao, và khi đã xảy ra thì hậu quả khôn lường. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy ở chợ, trung tâm thương mại, doanh nghiệp còn tồn tại rất nhiều bất cập,
nhất là các cơ sở công nghiệp ngoài khu công nghiệp. Câu hỏi, các doanh nghiệp có ý thức như thế nào đối với công tác phòng cháy chữa cháy và có những giải pháp nào để đảm bảo an toàn về tính mạng người lao động và tài sản của doanh nghiệp? Tất cả sẽ có trong chương trình tọa đàm Chặn bà hỏa, không để phá nhà xưởng, phát sóng ngay sau chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên vào lúc 20 giờ 15 phút tối nay nhân ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy mùng 4 tháng 10. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Và các bạn thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Qua rà soát, xã Phụ Ủng, huyện Ân Thi có 17 hộ vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi. Ngày 30 tháng 9, xã đã vận động và hỗ trợ 8 hộ phá dỡ công trình vi phạm. Trong đó, có 3 hộ ở thôn Phụ Ủng phá hơn 200 mét đường rào xây dựng trái phép trong phạm vi vùng phụ cận Đê Bắc Hương Hải. 5 hộ ở hai thôn Kim Lũ và Sa Lung bốc hót gần 100 khối đất cát do các hộ dân tự ý săn lấp vi phạm hành lang sông. Để ngăn chặn việc tái vi phạm, trong thời gian tới, xã Phụ Ủng tiếp tục tuyên truyền vận động và chỉ đạo các ngành chức năng xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm ở các thôn trên địa bàn. Những năm qua, nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên đã trở thành một trong những động lực quan trọng giúp cho nhiều hộ dân, nhất là những hộ nghèo có việc làm ổn định, cải thiện đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Chị Hoàng Thị Phương ở xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động có hoàn cảnh khó khăn. Chồng mất sớm, một mình chị nuôi hai con nhỏ, không có nhà để ở. 10 năm nay, chị cùng với các con phải đi ở nhờ, ở tạm. Từ năm 2016 đến nay, thông qua các ban ngành đoàn thể địa phương tạo điều kiện giúp chị vay vốn ở phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Kim Động với số tiền trên 120 triệu đồng để xây nhà, xây dựng công trình nhà tắm, nhà vệ sinh, lắp đặt hệ thống nước sạch, nuôi con ăn học, đầu tư trồng nhãn, bưởi, chăn nuôi gà, tăng thu nhập. Hiện cuộc sống của gia đình chị bắt đầu với bớt khó khăn. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Kim Động đã tạo điều kiện cho gia đình chúng tôi được vay với cái vốn ưu đãi. Hiện tại là gia đình tôi cũng đã ổn định, bây giờ là các con tôi là cũng được ăn học đàng hoàng ạ. Trước đây, vợ chồng chị Nguyễn Thị Quỳnh Như, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào cùng với hai con nhỏ phải thuê trọ không có nhà ở. Qua tìm hiểu, chị làm thủ tục vay vốn theo chương trình cho vay nhà ở xã hội tại phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách thị xã Mỹ Hào. Với số tiền trên 400 triệu đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi cộng với số tiền tích lũy, hiện gia đình chị đã mua căn chung cư rất khang trang. Khi được vay vốn ở ngân hàng thì vợ chồng chúng tôi đã mua được căn nhà thì cảm thấy vui mừng và phấn khởi, cũng là động lực để vợ chồng chúng tôi phấn đấu có an cư thì mới lập nghiệp. Nhiều năm nay, cùng với gia đình chị Phương, chị Như, hàng chục nghìn lượt hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh đã được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Hiện ngân hàng đã triển khai cho vay 13 chương trình tín dụng chính sách như cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, hỗ trợ cho vay mua nhà ở xã hội, vay vốn học sinh sinh viên. Tính từ đầu năm đến nay, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt trên 3.400 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt trên 3.300 tỷ đồng. Chương trình tín dụng do Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện trên địa bàn huyện đã đem lại hiệu quả to lớn, góp phần thực hiện đề án giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương như thực hiện các cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hiện Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp sáng tạo nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động tín dụng chính sách xã hội, giúp các hộ gia đình nghèo sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số như trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên website hungyentv.vn, trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HETV, trên YouTube Truyền hình Hưng Yên HETV. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế.